Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 17, câu 14 đến câu 20. Khi thầy trò Đức Giêsu đến với đám đông thì có một người tới quỳ xuống trước mặt người và nói: "Thưa ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm. Nhiều khi ngã vào lửa, nhiều khi ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ ngài chữa, nhưng các ông không chữa được." Đức Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi." Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được." Thầy Giêsu và ba môn đệ xuống từ trên núi, nơi thầy mới hiển dung. Bốn thầy trò gặp ngay một đám đông. Một người cha chạy đến, quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu: "Ông xin ngài thương xót đứa con trai của ông bị kinh phong nặng lắm." Những mô tả của ông về bệnh tình của con đúng là triệu chứng kinh phong. Cậu bé không làm chủ được mình, dễ ngã vào nước, vào lửa. Tính mạng cậu lúc nào cũng bị đe dọa. Điều đáng lưu ý ở đây là chín môn đệ khác đã bó tay. "Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ ngài, nhưng các ông không chữa được." Chính những người đã được thầy trao quyền để chữa bệnh và trừ quỷ lại không thể giải quyết được trường hợp này. Phải chăng vì không có sự hiện diện của thầy, hay vì đám đông cứng lòng, hay vì cơn bệnh quá nặng khiến các môn đệ không đủ tự tin và mạnh mẽ? Dù sao thầy Giêsu cũng phải ra tay để làm điều cần làm. Với thái độ hơi mất kiên nhẫn, ngài đã trách móc đám đông. Ngài gọi họ là một thế hệ không tin và gian tà. Đức Giêsu thấy mình vẫn còn phải ở lại với họ và chịu đựng họ. "Đem cháu lại đây cho tôi." Đức Giêsu quát mắng quỷ, quỷ liền xuất và cậu bé được khỏi lập tức. Các môn đệ hẳn bối rối và xấu hổ vì không đuổi được quỷ. Chắc họ cũng ngạc nhiên vì thấy mình thất bại trong trường hợp này, tuy họ đã thành công trong nhiều trường hợp khác. Họ chờ lúc riêng tư giữa thầy trò để hỏi lý do tại sao. Câu trả lời của Đức Giêsu ở đây là khá rõ ràng: "Tại anh em kém tin." Kém tin là một từ đặc biệt chỉ có trong Tin mừng Matthêu. Từ này được dùng nhiều lần. Người kém tin là người có lòng tin nhỏ bé, chứ không phải là hoàn toàn không tin chút nào. Nhưng lòng tin nhỏ bé này thực sự cũng chẳng đem lại hiệu quả gì. Nó chưa đáng được gọi là tin theo đúng nghĩa. Một lòng tin đúng nghĩa thì dù nhỏ bé như một hạt cải cũng có thể chuyển núi dời non. Chỉ với lòng tin nhỏ như vậy sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Dĩ nhiên, câu này không có nghĩa là họ làm được mọi sự. Các môn đệ chỉ làm được những gì liên quan đến việc loan báo nước trời, như chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền và trừ quỷ.
Họ chỉ làm được phép lạ khi người bệnh có lòng tin và khi việc họ làm nằm trong ý định của Thiên Chúa. Những thừa tác viên của giáo hội nhiều khi thấy mình bất lực trước sự giữ. Chúng ta cần xin Chúa thêm cho ta đức tin để có thể chuyển được những núi đồi nơi lòng con người hôm nay. Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín. Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin cho con đức tin sáng suốt, để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, thấy được đấng vô hình nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm dâu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người. Amen.